Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi lại xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình với nhạc phẩm Wicked Games, một bài hát quen thuộc do Chris Isaak viết qua phần trình diễn của nam ca sĩ Thái Tài. Để lấy đây là muốn nha. Cảm ơn.
Như vậy thì mỗi lần đi trình diễn đó, thì cái lúc mà di chuyển mà travel đó và cái lúc mà hát trên sân khấu đó, cái nào nó mệt hơn? Em có thể hát trên sân khấu nguyên đêm không có mệt, và lúc mà di chuyển hay traveling thì hơi mệt. Có một điều không thể chối cãi được là Thái Tài đã trở thành một thứ celebrity rồi, tức là một người rất nổi tiếng. Anh lại nhận thấy em lại là một một cái thứ thần tượng của giới trẻ, và các bạn trẻ rất yêu thích em. Và khi mà họ ồ ạt lại gặp em hay là xin chữ ký em ấy, thì cái lúc đó cái cảm nghĩ của em nó ra làm sao? Thì em thì rất là hãnh diện mà cũng mắc cỡ mà em cũng vui vẻ là được khán giả mến mộ mình. Và lúc đó em cũng không Tay chân nó thừa thãi là anh cũng xin chúc Thái Tài cứ tiếp tục gặp được mọi sự thành công trên con đường phục vụ nghệ thuật và được khán giả yêu thích em mãi nhé. Dạ, cảm ơn.